Nga tiếp tục phóng tên lửa phá hủy bệ phóng ATACMS của Ukraine. Quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào pháo phản lực M270, cũng là bệ phóng tên lửa ATACMS của Ukraine tại tỉnh Sumy, tuyên bố phá hủy hoàn toàn tổ hợp này. Đơn vị trinh sát phát hiện pháo phản lực M270 do Mỹ sản xuất gần khu dân cư Saki, tỉnh Sumy. Sau khi phân tích dữ liệu trinh sát, chúng tôi quyết định tập kích bệ phóng này, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31 tháng 8 thông báo. Cơ quan này cho biết quân đội Nga sử dụng tên lửa Iskander-M tấn công vị trí của tổ hợp M270, phá hủy hoàn toàn khẩu pháo và hạ các binh sĩ Ukraine vận hành. Video cho thấy tên lửa Nga lao xuống vị trí nghi của khẩu M270, tạo ra một vụ nổ lớn. Theo kênh Telegram Inlaka của Nga, tổ hợp M270 nói trên bị phát hiện ở nối ra khu dân cư Saki khi đang di chuyển chậm đến vị trí triển khai, trên xe không lắp sẵn đạn. Khi bệ phóng M270 tiến vào bìa rừng, tên lửa Iskander-M Nga lao xuống vị trí này. Đây không phải lần đầu tiên Nga tung video khẳng định họ phá hủy bệ phóng tên lửa ATACMS của Ukraine. Hiện Kiev chưa lên tiếng về thông tin này. Ukraine đã nhận được tổng cộng 34 hệ thống pháo phản lực loạt 327, M23, 270, MLRS từ các đồng minh phương Tây, bao gồm Anh 14 tổ hợp, Na Uy 11 tổ hợp, Đức 5 tổ hợp, Ý 2 tổ hợp và 2 tổ hợp từ Pháp. Gần đây, lực lượng Ukraine đã sử dụng hiệu quả tên lửa ATACMS phóng từ tổ hợp pháo phản lực M270 để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao của Nga. Mới đây nhất, vào ngày 16 tháng 7 năm 2024, lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được thành công đáng kể khi sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ để phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không S-300V của Nga gần Mariupol. Cuộc tấn công này đã chứng minh hiệu quả của pháo phản lực M270 trong việc thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa, có thể phá vỡ và làm suy yếu khả năng phòng không của Nga. Chính vì thế, Nga luôn tìm cách tiêu diệt M270. Được biết, tên lửa Iskander-M nổi tiếng với độ chính xác và sức mạnh hủy diệt, được dùng để phá hủy tổ hợp pháo phản lực của Ukraine.